11 môn đệ đi tới miền Galilê, đến ngọn núi Đức Giê-su đã truyền cho các ông đến. Khi thấy người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Đức Giê-su đến gần, nói với các ông: Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Vậy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Xin kính chào quý ông bà, anh chị em. Hôm nay, Chủ nhật ngày 23 tháng 10 năm 2022 là Khánh Nhật Truyền Giáo. Khánh Nhật Truyền Giáo là một ngày dành riêng cho giáo hội Công giáo trên toàn thế giới để đổi mới sự dấn thân của mình cho sứ mạng truyền giáo. Khánh Nhật Truyền Giáo được ấn định vào Chủ nhật áp cuối của tháng 10 hàng năm. Năm nay Khánh Nhật Truyền Giáo được cử hành vào Chủ nhật ngày 23 tháng 10. Mỗi năm, Đức Thánh Cha sẽ công bố một sứ điệp cho Khánh Nhật Truyền Giáo của năm. Sứ điệp Khánh Nhật Truyền Giáo năm nay của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô được công bố vào lễ hiển linh ngày 6 tháng Giêng năm 2022. Có chủ đề Anh em sẽ là chứng nhân của Thầy. Công vụ tông đồ chương 1 câu 8. Khánh Nhật Truyền Giáo được Đức Giáo hoàng Pio 11 thiết lập vào năm 1926 và được cử hành lần đầu tiên vào năm 1927. Như Thánh Gioan Phaolô II đã giải thích vào năm 2001. Đức Thánh Cha Pio chấp nhận yêu cầu của Hiệp hội Giáo hoàng truyền bá đức tin và về việc thiết lập một ngày cầu nguyện và quảng bá cho việc truyền giáo sẽ được cử hành vào cùng một ngày ở mọi giáo phận, giáo xứ và các cơ cấu trong thế giới Công giáo, và khuyến khích việc dâng hiến cho sứ mạng truyền giáo. Lệnh truyền giáo hay lệnh truyền sai đi của Đức Giê-su là: Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Dạy bảo họ tuân giữ những điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Khánh Nhật Truyền Giáo nhắc nhở chúng ta rằng Hội Thánh từ bản chất là truyền giáo. Chủ đề của Khánh Nhật Truyền Giáo năm nay cho chúng ta thấy rằng truyền giáo cũng chính là làm chứng. Ơn gọi của mỗi người Kitô hữu là làm chứng cho Đức Kitô. Đây là tâm điểm, là trọng tâm giáo huấn của Chúa Giêsu cho các môn đệ, nhắm tới việc họ được sai đi vào thế giới. Nhờ ơn Chúa Thánh Thần mà họ sẽ lãnh nhận. Tất cả môn đệ đều là chứng nhân của Đức Kitô, bất kể họ đi đâu và sống ở đâu. Đức Kitô là người đầu tiên được sai đi. Người chính là vị thừa sai của Chúa Cha, và trong tư cách này, người là chứng nhân trung thành của Chúa Cha. Tương tự, mỗi người Kitô hữu đều được kêu gọi làm thừa sai và chứng nhân cho Đức Kitô, và Hội Thánh, cộng đoàn môn đệ của Đức Kitô không có sứ vụ nào khác ngoài việc loan báo tin mừng đến cho toàn thế giới qua việc làm chứng cho Đức Kitô. Những người truyền giáo của Đức Kitô được sai đi không phải để chứng tỏ bản thân họ, không phải để phô bày các đức tính thuyết phục và các khả năng hay là năng khiếu quản trị của họ. Trái lại, vinh dự tột đỉnh của họ chính là trình bày Đức Kitô bằng lời nói và việc làm, công bố cho mọi người tin mừng cứu độ của người với niềm vui và sự giản dĩ, giống như các tông đồ thời sơ khai đã làm. Suy cho cùng, người làm chứng đích thực là người tử đạo, người hiến mạng sống mình cho Đức Kitô để đáp lại món quà người đã hiến mạng sống mình cho chúng ta. Lời nhận xét của Thánh Giáo Hoàng Phaolô đệ lục vẫn còn giá trị. Người thời nay sẵn sàng nghe các chứng nhân hơn các thầy dạy. Và nếu họ nghe các thầy dạy thì cũng vì đó là những chứng nhân. Tông huấn Loan báo Tin mừng số 41. Vì vậy, chứng tá của một đời sống Kitô giáo là yếu tố cơ bản để thông truyền đức tin. Mặt khác, nhiệm vụ rao giảng con người Đức Kitô và sứ điệp của người đều cần thiết như nhau. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô sáu cũng đã nói, rao giảng công bố một sứ điệp bằng lời giảng luôn luôn là thiết yếu. Lời giảng luôn luôn giữ được tính thời sự của nó, đặc biệt khi nó mang sức mạnh của Thiên Chúa. Đây là lý do tại sao câu châm ngôn của Thánh Phaolô vẫn còn hợp thời. Có đức tin là nhờ nghe giảng. Thư Roma chương 10 câu 17. Chính lời được nghe dẫn đến niềm tin. Tông huấn Loan báo Tin mừng số 42. Do đó, trong việc loan báo tin mừng, gương sáng của đời sống và việc rao giảng là hai yếu tố không thể tách rời. Chúng là hai lá phổi mà mọi cộng đoàn phải dùng để thở nếu muốn truyền giáo. Amen.